Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì chiều hôm nay em giới thiệu đến anh em và các bác về đôi loa Bose 363 của anh em về ngày hôm qua nhé. Thì đối với dòng Bose 363 và dòng 464 là những dòng loa chuyên nghe nhạc của Bose, chứ không phải là dòng loa để hát karaoke anh em nhé, lưu ý. Ở đây em bán dòng chuyên nghe là nghe, còn chuyên hát là hát. Có thể hát thì ta có thể nghe được, nhưng mà nghe đem hát thì nó cái vấn đề ở chỗ là đứt trep. Cái vấn đề em nói cũng rất là nhiều đó anh em, rồi có nhiều chỗ nó bán nó nói kênh thấy cũng có lớn, nhưng mà nó nói này đem về hát karaoke là đứt cái trep đơm ngay anh em nhé. Đó, không nên. Vì những cái dòng này dòng người ta thiết kế là chuyên nghe nhạc, còn những cái dòng hát là người ta thiết kế trep cháy, nó chịu được nhiệt cao hơn, ít đứt hơn. Và đây là một bên nhé, em này về được hai cặp đẹp xuất sắc, gần lưới zin hết cho các bác chơi ha, lưới zin đát không có lủng một lỗ nào, chân rin, chân còn cả cái tem logo Bose luôn, nó mất cái này thường thường nó cũng hay mất cái này nè, mà cũng bình thường anh em, đó, rồi về loa, về hai đôi loa hôm nay em về là những cái lớp xi giả đá nè, nó là còn nguyên hiện không bị chóc một miếng nào cả. Đấy. Không bị mất mẻ một miếng nào cả anh em nha. Lưu ý những cặp này em tuyển rất là kỹ, tại vì mất một miếng không có làm được, không có đắp giá gì được cái miếng giả đá như thế này, nó khó lắm đó anh em thấy, không mất một miếng nào. Trùng đôi đúng trái phải luôn nha. Đây, dây này dây zin theo nó luôn nè. Đó, các thấy nha, nguyên hiện nguyên mẻ, không sức mẻ bể nở gì cả. Thì em này thì nó có cấu hình gồm có 3 quay, 1 mid nằm riêng ra gọi là 121, và một cái cục riêng cho nó gồm có một cái súp nằm trong đây, đây là cái lỗ hơi ra nè, và bass nó nằm phía trong, ở bên ngoài thì nó có một cái trep đơm đó, tiếng nó rất là hay. Rồi em xin phép đậy lại cho nó đẹp nha. Đôi loa về rất là đẹp, hai đôi đẹp như nhau các bác nha. Đây là một cái ha. Đó, rồi cái bên đây cũng vậy, không có sức mẻ một miếng nào về miếng xi của nó cả. Lo rất là đẹp. Thì cái này mở nó hơi cứng ha, em mở trước cái, còn cái em làm cho anh em thấy ha, nó hơi lâu. Đó, ha. Miếng mút của nó nguyên hiện là còn theo luôn nha. Lo rất đẹp, cái này về đập này quá đẹp anh em. Bên dưới cũng vậy. Đây là hai cái đường thoát lỗ hơi đó, đây chân rin ha, những con ốc dặn nó vẫn còn luôn, để nó siết giữa cái chân rồi cái đế riêng luôn. Lo rất đẹp, không sức mẻ một miếng xi và đá nào cả, rất đẹp, bóng đẹp luôn. Dây kết nối rin luôn. Về đôi lo thì chúng ta miễn bàn rồi, và giá là tốt hơn những đợt trước rất là nhiều rồi. Đợt trước thì em bán là 21 triệu anh em nhé. Và đợt này về hai đôi chỉ giá chỉ có 20 triệu một đôi thôi, bao ship toàn quốc cho anh em, cho các bác chơi. Chuyển đủ là em bao ship nha. Hàng là bao rin, nguyên rin toàn tập cho anh em chơi luôn nha. Hàng nguyên rin 100%. Rồi ghép cùng với nó hôm nay là một con Amly Đờ Nông 1500R. 1500R. Con này thì có khiển rin, dây nguồn rin, có lâu nét để anh em chơi mạnh thì chúng ta bấm lâu nét vào. Máy rất đẹp. Máy đẹp xuất sắc. Cũng có một cái vết lông mèo rất là nhỏ, đầu cọng tóc nhỏ xíu, em bỏ qua luôn cho anh em. Nó khó thấy, nó rất là mờ. Nó không có thấy, nó không có nét được, tại nó không có tạo được cái nét để nó lấy nét á. Nó nằm ngay chỗ này đâu, giống như miếng bụi vậy anh em, chứ không phải ha. Nhìn nó giống như lông mèo thôi. Đó, còn một lại là máy đẹp keng. Cho anh em chơi nha. Giá của con BMA 1500R này em đang bán với em với cái mức giá là 9.500.000 ha, bao gồm khiển rin, dây nguồn rin kèm theo máy đó, dây nguồn nhựa kèm theo máy rin cho các bác chơi. Máy đẹp xuất sắc nha. Đây là một sản phẩm ha, và cái bộ này ghép rất là ăn ý với nhau. Hiện tại thì em đang sử dụng cặp loa Monte 2.2 trị giá 1 triệu đồng, để ghép cho anh em luôn. Đấy. Rồi và bây giờ em sẽ mời anh em nghe thử một đoạn rumba, tiếng lên rất là hay, bass rất là tròn trịa và đầy
nó giống như có tiếng bass sub của hai cái này, nó tạo ra tiếng bass sub nó rất hay anh em nhé. Rồi, bộ ghép này rất là hợp và rất là ăn ý với nhau anh em nhé. Và anh em nào có nhu cầu bê cả bộ luôn thì quá là tuyệt vời. Và em xin nhắc giá lại một lần nữa trước khi kết thúc clip ha. Với đôi loa Boss 363 đang có mức giá là 20 triệu bao ship toàn quốc. Con Amni Đà Nông 1.500R ha, gồm khiển riêng, dây nguồn riêng theo máy ha, có giá là 9 triệu 500 ngàn đồng ha. Giá là bao ship toàn quốc cho anh em nếu anh em chịu khoản đủ nha. Và tới đây thì em xin kết thúc clip. Xin cảm ơn em rất nhiều.